Nếu mà hôi miệng thì làm như nào bác? Hôi miệng nó có nhiều cách, nó có nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất đấy, bị sâu răng của hôi miệng. Cái thứ hai đấy, bị cái van khí quản đấy hở, van tim hở cũng hôi miệng. Và đấy, ở hai bên trong cái hốc cạnh amidan này này, có rất nhiều người bị đọng ở đó một thứ gọi là cặn của hốc amidan. Cái amidan này để moi được cái này ra đấy thì bắt buộc phải đi đến bác sĩ thôi. Còn bên đông y chúng tôi ấy, thì sẽ có một số những các cái thảo dược để ngậm để cho đẩy cái ổ vi khuẩn ra ngoài. Nếu khi mà bạn làm được điều này, bạn lấy được nó ra ở lưỡi đấy, bạn kéo được nó ra, bạn về ở tay nó lạo xạo như cát đấy. Và tôi đã ứng dụng cái tinh dầu lông lão của Thái Vân này làm việc này rất là tốt. Đó là gì? Đó là cho vài ba giọt vào 100 ml nước và ngậm súc miệng. Dần dần nó cũng sẽ bớt hôi miệng đi.